thường tự học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng khuyên người thường học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả thường tự học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng khuyên người thường tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thường tự khỏi trí quả dự lưu nhưng chẳng an trụ trong đó cũng thường khuyên người khỏi trí quả dự lưu hoặc khiến an trụ thường tự khởi trí quả nhất lai bất hoàn a la hán nhưng chẳng an trụ trong đó cũng khuyên người khởi trí quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc khiến an trụ thường tự khởi trí quả vị độc giác nhưng chẳng an trụ trong đó cũng khuyên người khởi trí quả vị độc giác hoặc khiến an trụ thường tự khởi đạo hạnh của quả vị giác ngộ cao tột cũng khuyên người thường khởi đạo hạnh của quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện như thế, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, tự tu thiện nghiệp thường không lười bỏ này thiện hiện đó gọi là các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo các đại bồ tát do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình trong cảnh niết bàn nhưng có thể không hoại tướng niết bàn bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều bản tánh không trong bản tánh không hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được do vậy trong đó cũng không có cái phi pháp thì tại sao đại bồ tát vì các hữu tình, cầu chứng quả vị giác ngộ cao tổ thường làm lợi ích. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các pháp sở hữu đều bản tánh không, trong bản tánh không, hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được, do vậy trong đó cũng không có phi pháp này thiện hiện nếu tất cả pháp bản tánh chẳng không thì khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên an trụ lý bản tánh không tu chứng quả vị giác ngộ cao tột vì làm lợi ích cho các hữu tình nói pháp bản tánh không này thiện hiện vì tất cả pháp đều bản tánh không nên đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ lý bản tánh không của tất cả pháp tu chứng quả vị giác ngộ cao tột vì lợi lạc hữu tình nói pháp bản tánh không này thiện hiện những pháp nào bản tánh đều không mà Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật rõ biết bản tánh không rồi trụ nơi bản tánh không vì hữu tình thuyết pháp này thiện hiện sắc bản tánh không thọ tưởng hành thức bản tánh không đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật rõ biết các uẩn bản tánh không như thế rồi an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế